Hôm nay mình sẽ nấu một cái món ăn của người Ý mà người ta thường ăn trong cái bữa ăn mỗi ngày của người ta đó. Cái món này nó gọi là tôm sốt bơ tỏi. Ăn với lại mì Ý linguine. Cái mì Ý này á là nó cái cọng nó dẹt nha, chứ nó không có tròn giống như cái cọng ăn spaghetti. Đó, mình cần bơ nè, mình sẽ nấu khoảng một cục bơ bự vậy nè, 227 g. Cái hộp này mua trong Costco nó có 4 cục to giống vậy nè, mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra hình vuông vuông nhỏ nhỏ đó. Mình sẽ dùng một củ tỏi này, đây là củ hành tím nhỏ đó, mình cắt nhỏ ra xong rồi mình sẽ bỏ cái bơ vô xào với tôm. Nếu mình nấu cho 5-6 người ăn á, là một cái hộp này là đủ cho khoảng 6 người ăn nè. Mình luộc cái mì Ý này khoảng 8 tới 10 phút, mình nhớ bỏ nửa cái muỗng muối này vô nha. Sau khi mình luộc 10 phút á, mình chắc nó ra bỏ vô cái rổ xong rồi xả nước lạnh đó. Giờ xong rồi mình xào cái tôm này nè, xào với bơ với tỏi, mình bỏ nửa cấp này nè, này là nửa cấp nè, cái này là sherry nha, cái này là rượu rượu nấu ăn màu đỏ đỏ, với lại cái cần cái rượu trắng. Rượu trắng là mình mua nguyên một chai luôn ở trong cái tiệm Total Wine đó, mấy đồng bạc à. Cái rượu này uống được luôn, mình sẽ dùng cũng khoảng nửa cấp này, mình đông ra mình bỏ vô trong cái tôm đó. Đó, nó thành cái nước sốt rất là ngon. Rồi xong rồi mình mới bỏ cà chua vô, cần một trái cà chua. Mình xắt cái hạt lựu á, mình lấy hết cái hộp cà chua ra nha, chỉ lấy cái cà chua không thôi, không có lấy hộp. Cái tất cả cái quá trình này là chỉ cần khoảng 15 phút. Khi mình nêm cái tôm này á là mình nêm muối với lại tiêu. Tiêu thì bỏ khoảng một muỗng hoặc là hai muỗng tiêu, cái muỗng nhỏ á, uống cà phê này nè. Còn muối thì bỏ nửa muỗng thôi, nếu mình muốn ăn mặn hơn thì mình bỏ 3 phần 4 muỗng, còn nửa muỗng là vừa rồi. Sau cùng là mình bỏ cái parsley này vô, cái khô, cái này là cái lá khô, mình có thể lấy cái lá tươi cũng được. Cái lá này nó giống như lá ngò của Việt Nam mình á, nhưng là cần mấy trái chanh để mình, sau khi mình vắt cái chanh vô cái tôm á, cái dĩa nè, mì nè mình ăn thì nó thơm hơn. Ok, chanh nhỏ thì nó thơm hơn là cái chanh bự nha, cái này là lam nè, lime. Đó, okay. Đầu tiên là mình bắt nước, có cái nồi này khoảng 5 quart nè. Mình bẻ cái mì ống này, cái mì Ý hồi nãy á, bẻ làm đôi, cái cọng nó dài lắm, bẻ làm đôi xong bỏ vô đây. Người nào không thích bẻ thì có thể ăn cọng dài, mất công mình cuốn lại nha. Ok, giờ để cho nó sôi khoảng 10 phút. Mình nhớ mình dùng cái đũa mình đảo thường xuyên, đừng cho nó khét. Để lửa trung bình vậy thôi chứ đừng có lớn quá. Bây giờ mình bỏ cái dầu ô liu vô trong đây rồi ha, mở cái lửa trung bình thôi. Bắt đầu nó nóng rồi đó, nãy giờ phải nóng khoảng 300 độ nha. Rồi mình bỏ cái hành tím này vô nè. Bỏ hành tím vô đây xào. Rồi hành tím khoảng để cho nó hơi vàng một chút xíu là được. Bây giờ cái mì Ý nãy á, mình luộc 10 phút rồi đó, xong bây giờ mình bắt qua bên phải mình để đó cho nó khoảng 5 phút nữa, bắt đầu mình mới đổ ra cái rổ rồi xong mình xối nước lạnh. Rồi bây giờ mình bỏ tỏi vô nha. 2 phút trôi qua rồi, giờ bỏ tỏi vô. Xong rồi mình rang khoảng thêm 1 phút mấy 2 phút nữa. Cái bơ hồi nãy cắt ra đó, đảo cho nó chảy bơ ra, xong mình bỏ tôm vô. Bỏ tôm vô rồi xong rồi mới bỏ cà chua vô sau, xào tôm cho nó thấm rồi mới bỏ cà chua. Mới bỏ thêm 2 cục bơ vô không? Mình bỏ bơ vô á, nó chảy ra nước nè, giờ bỏ tôm vô nha. Đó. Tôm này hồi nãy mình cắt con tôm nó làm hai á, cắt nó hai phần á, mình lạng nó ra ở giữa, bây giờ mình xào lên, xào cái này đảo qua đảo lại đều tay nha, khoảng 1-2 phút, 1 phút rưỡi tới 2 phút là mình nêm muối nha, bỏ chút xíu khoảng nửa muỗng muối đó nãy á, okay. Xong mình bỏ một muỗng tiêu vô, bỏ tiêu vô nó cay nó mới đã nha, đó, okay. Rồi, xong rồi đảo lên, đảo đều lên. Thơm lắm, cái mùi bơ, mùi tỏi,
mùi tiêu, mùi tôm, seafood á, nó bay lên thơm lắm. Thế bây giờ cái bước kế tiếp là cà chua bỏ vô đây. Cà chua nãy mình cắt hột lựu á, giờ mình đảo thêm khoảng 1 phút nữa. Đây là chai rượu, rượu trắng nha, Vermouth, mua Vermouth nè, mua trong cái tiệm tiệm rượu á, cái này là nhập cảng từ bên Ý. Bây giờ mình sẽ mở một cốc rượu này vô. Thơm lắm, cái mùi nó bay ra thơm lắm. Thơm lắm, bỏ một cốc vô, thấy không? Đó, đòn đúng một cốc thôi. Xong rồi mình đảo. Mình đảo sơ sơ. Khoảng 30 giây, xong mình sẽ đổ cái rượu đỏ kia vô. Cherry rượu đỏ để nấu á. Mình đông đó, khoảng như đây. Đổ vô, xong mình mở lửa lên một chút xíu, cho nó chạy chút xíu. Mở lửa lên lớn lớn chút. Để cho cái alcohol á, nó bay cái mùi ra. Đảo. Bỏ cái parsley này vô nè. Bỏ nhiều nhiều lên. Wow, thơm quá cái mùi. Hãy bỏ thêm một chút xíu tiêu vô á. Bây giờ mình sẽ nếm. Cái mình mở nóng á, nó bay hết hơi rượu rồi, nó còn lại cái mùi thơm của rượu rồi, cái alcohol nó bay hết trơn rồi. À, bây giờ cái này là xong rồi, lấy ra ăn được rồi đó. Lấy ra. Giờ nếm thử nha. Nếm coi ngon không? Ngon quá. Good. Rồi, xong rồi đó. Bây giờ đem vô ăn thôi. Thấy không? Rồi xong rồi, thơm quá, cái mùi nó bay ngào ngạt luôn. Bây giờ mình bỏ ra cái dĩa pasta, cái mì hồi nãy đó. Ồ, thơm quá. Thơm quá, nó sảy luôn đó bụng quá nha. Đây là cái mì, bay một khói lên tá lả bên dính trong ống kiến luôn. Tôm xốp, sốt bơ tỏi, linguine. Ngon quá. Giống trên Las Vegas người ta làm, giống trên mấy sông bà á. Con tôm con. Nó dai mà cái bơ nó thấm vô, tỏi nó thấm vô. Bây giờ uống thử miếng rượu nha. Rượu, cái rượu chai rượu trắng hồi nãy đó. Nên là hải sản mình uống rượu trắng. Rượu này cũng thơm nữa. Mà nó hơi, nó không có gắt lắm. Vừa uống. Very good.